Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Hôm nay mời bà con nhân dân cùng tìm hiểu với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu, có phải uống dây thìa canh tiền mất tật mang? Uống dây thìa canh có gây tác dụng phụ không? Nên dùng dây thìa canh hay không? Bài chia sẻ này chúng tôi sẽ thông tin tới các bạn. Gần đây một số trang thông tin nói rằng uống dây thìa canh không tốt cho sức khỏe, cho rằng uống dây thìa canh tiền mất tật mang, rồi còn đưa ra dẫn chứng một vài bệnh nhân uống dây thìa canh không có kết quả. Dẫn chứng nhưng không hề có cơ sở, bởi không có thông tin địa chỉ, không có số điện thoại để xác thực. Thông tin này liệu có chính xác? Thông tin này liệu có dụng ý gì không? Vâng, như các bạn đã biết, tại quốc gia có nền y học phát triển nhất thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc, dây thìa canh đã được sử dụng cách đây hàng ngàn năm để điều trị bệnh nước tiểu ngọt như mật, đó chính là bệnh tiểu đường. Tại Mỹ, Úc và các nước châu Âu hiện nay đang sử dụng dây thìa canh dưới dạng cây khô hoặc dưới dạng bột làm thuốc ổn định đường huyết, một loại thực phẩm chức năng an toàn cho những bệnh nhân tiểu đường. Chúng tôi tham khảo, hiện nay hầu hết các quốc gia phát triển thường sử dụng dây thìa canh ở dạng cây khô hoặc bột nguyên chất để sử dụng, và hầu như họ không hề chế biến thành dạng viên, mặc dù y học của họ phát triển cao hơn nước ta rất nhiều lần. Tại Việt Nam, các nhà khoa học đã tìm thấy dây thìa canh phân bố tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tại các tỉnh miền Trung. Qua nghiên cứu cho thấy, dây thìa canh Việt Nam có các hoạt chất tương tự như dây thìa canh ở các quốc gia khác. Nghiên cứu này mở ra cơ hội lớn cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo mắc bệnh tiểu đường vì có thể tiếp cận được thuốc tiểu đường với giá rẻ. Dụng ý của thông tin uống dây thìa canh tiền mất tật mang là gì? Theo chúng tôi, một số công ty dược lợi dụng thông tin không chính xác để đánh vào tâm lý người bệnh, làm bệnh nhân không dám dùng dây thìa canh để chuyển sang dùng sản phẩm của họ với cái giá đắt cắt cổ, không hề phù hợp với khả năng tài chính của hầu hết bệnh nhân tiểu đường hiện nay. Bạn biết đấy, họ lấy dẫn chứng mà không hề có địa chỉ cụ thể, không có số điện thoại để xác thực thông tin thì ai cũng có thể dẫn chứng như vậy được. Với hơn 5 năm kinh nghiệm sản xuất, chế biến và cung cấp dây thìa canh, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh sử dụng dây thìa canh có tác dụng phụ hay không có kết quả trong quá trình sử dụng. Tác dụng của dây thìa canh có thể nói là tuyệt đối. Có tới 100% bệnh nhân tiểu đường đã ổn định đường huyết chỉ sau 1 tháng dùng dây thìa canh liên tục. Vậy, bạn có nên sử dụng dây thìa canh làm thuốc không? Chúng tôi, Thảo Dược Xanh số 1 Jindu, khuyên bệnh nhân hãy học kinh nghiệm của các nước phát triển. Nếu họ sử dụng được dây thìa canh thì tại sao chúng ta không sử dụng được? Một loại thảo dược giá rẻ, có sẵn ngoài tự nhiên, rất sạch và an toàn khi sử dụng. Hiện nay, Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn là đơn vị uy tín, chuyên cung cấp dây thìa canh được thu hái hoàn toàn từ tự nhiên. Hãy gọi ngay tới số điện thoại 0839 363 777. Chỉ với 130.000 đồng, bạn đã có trong tay 1kg dây thìa canh, dược liệu xanh, sạch sẽ và chất lượng rất tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Mời quý vị và các bạn đón xem các video tiếp theo. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.